xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu ở đây là lô 10 cây 11 cây cần câu lục, lô này là thanh lý thì vì mình còn ít lục phiếp thôi. Ở trong kho thì lâu không lấy ra nên mình lấy ra anh bán cả kho nha. Thì đây mình có tất cả là 11 cây, chất liệu là cần phiếp và có chiều dài là từ 3 m. À, hôm nay mình có từ 2m7 cho đến là 4m25. 4m25 4m2 các bạn. Và giá mình bán trong video này là chưa bao gồm phí ship. Ship cố toàn quốc bên mình vẫn là 40.000 một đơn đối với cần và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ở đây mình có cây số 1 đầu tiên. Lô này là lô thanh lý nên là giá nó, nói chung là giá nó thấp thôi các bạn. Cái này là cây số 1 đầu tiên. Ở đây mình có là một cây hiệu Erika. Erika Root là hàng là địa Nhật. Cây này là dài 3m9, cứng DX, tương ứng là cứng tầm khoảng 25. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Phần tay cầm của nó là được quấn nhựa. Góc cần này mình đo được là phi 30.5 ly nha. Góc 30.5. Bát của nó là bát Fuji F7. Khoen Fuji là đá xám. Cái này thì có 2, 4, 6 khoen mô cùng cả đầu bô. Khoen này 3 gặp được. Dài là 3m9, cứng 25. Ngọn này mình đo được là 2.87 ly. Còn ngọn nó như thế này. Đây, có sơn xước như thế này các bạn. Còn ngọn có sơn xước ở đây. Nó có sơn xước như thế này. Cái này là dài 3m9. Nói chung là sơn xước nhỏ phần đầu ngọn. Cái giống khác cũng có sơn xước nhỏ nhỏ đó. Ngoại hình thì cái này cũng còn tương đối sáng. Cái này độ mới nó mới tầm khoảng 70%, 65-70%. Có sờ xước giống kề gốc. Trời xước nhiều giống kề gốc như này. Nói chung là sờ nhẹ, sơn bên ngoài không ảnh hưởng gì tới phôi nha. Giống hoa đầu tiên của nó này. Hàng Erika, hàng nội địa Nhật. Độ mới cái này ở tầm khoảng 65%. Cái này là cây số 1. Nặng là 460g, thu gọn về 90 cm. Cây số 1 này giá 280.000. Tiếp theo là cây số 2. Số 2 ở đây mình có là một cây hiệu Olympic. Cây này là cây Olympic, dài là 3m3, cứng 20. Ngoài hình tổng thể của nó như thế này. Phần chui cần này, gốc là mình đo được là phi 24.8 ly. Ngoại hình thì gốc có sờn xước nhỏ. Bát của nó là bát Fuji 7. Khoen Fuji là đá xám, cái này thì có tất cả là 5 khoen bô và đầu bô. Cái này thì khoen đầu, khoen đại ba của nó không gặp được nha. Dài là 3m3, cứng 20. Ngọn này mình đo được là 2.66 ly. Còn ngọn nó như này. Này có tróc sơn. Cái này có sờn xước với phần ngọn, tróc sơn phần ngọn. Tróc sơn như này. Dài là 3m3 và có 3 giống tất cả. Ngoại hình thì chủ yếu là có sờn xước sơn với phần ngọn, các giống khác thì cũng còn khá là sáng đẹp. Giống kề gốc này, giống gốc này. Đầu mới cái này mới tầm khoảng 70%. Dài là 3m3. Cây là cái số 2, nặng 300g, thu gọn về là 1m2. Cây này có giá là 350.000. Tiếp theo là cây số 3. Số 3 ở đây mình có cũng là một cây hiệu Olympic. Cây này là cây Olympic, dài 3m6 và cứng 20. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Phần chui cầm này, gốc này mình đo được là phi 27.5 ly. Gốc có sờn xước như thế này. Bát cũng là bát Fuji bát 7. Khoen Fuji là đá xám, cái này có 5 khoen buông và đầu buông. Khoen đại ba gặp được. Dài là 3m6, cứng 20. Ngọn này mình đo được là 2.85 ly. Phần ngọn nó như thế này. Đây là cái phần người ta sơn, người tạo khoen định vị, giống như khoen định vị các bạn. Có sờn xước nhỏ nhỏ như này. Cái này thì ngoại hình còn khá là sáng, sờn xước ít, dài là 3m6, cứng 20, có sờn xước như này. Giống ngoài đầu tiên này.
đây là cây số 3 nặng 400g thu gọn về 113 cent, cây này giá 350.000. Tiếp theo là cây số 4. Số 4 ở đây mình có là một cây hiệu cũng Olympic luôn các bạn. Cây này có Olympic, dài là 3m9, cứng 20. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Phần chui cầm này, gốc này mình đo được là phi 28.4 ly, gốc có sờn xước như thế này. Bát còn là bát Fuji F7. Khoen Fuji là đã xám. Cây này thì có 5 khoen bao gồm cả đầu bông, bên này 3 gặp được. Dài 3m9, cứng 20. Ngọn này mình đo được là 2.74 ly. Phần ngọn nó như ngọn đây có sức tróc sơn này. Tróc có sơn bên ngoài này. Đó. Giống kề lắm. Cái này chủ yếu là sờn xước phần ngọn các bạn, cái giống khác cũng còn khá là sáng, sờn xước ít. Đầu mới cái này mới tầm khoảng 65-70%. Cái này cái số 4 nặng 440g, thu gọn về 110 cent. Số 4 này giá là 320.000. Tiếp theo là cái số 5. Số 5 ở đây mình có là một cây hiệu Olympic. Cây dòng này là dòng VX sắp, dài là 3m9, ngọn H, được sản xuất ở Cora, hàng Olympic. Dài 3m9, cứng 25. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Phần gốc còn này, gốc thì mình đo được là phi 29.5 ly. Bát còn là bát Fuji F7. Khoen Fuji là đã xám. Cái này thì có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu bu. Cái này thì đầu bu của nó bị lai đầu bu nha. Đầu bu này là đầu bu khoen xích, đầu bu khoen xích môi trề này. Nhưng mà là dòng này là dòng khoen thường. Khoen đầu 3 có thể gặp được. Dài là 3m9, cứng 25. Ngọn này mình đo được. Ngọn này mình đo được là 3.1 ly. Phần ngọn nó như này. Này là dính bẩn nha. Đây, giống kề góc có sờn trước như thế. Khoen đầu 3 gặp được, giống hoa đầu tiên này. Cái này là cái số 5 nặng 460g, thu gọn về là 1m1. Cái này có giá là 280.000. Số 6. Số 6 đây mình có là một cây hiệu Olympic. Cái này là cây Olympic, dài là 3m6, cứng 30. Ngoại hình tổng thể của nó. Cái này thì ngoại hình hơi trầy xước. Ngoại hình tổng thể như thế này các bạn. Phần chui cần này, gốc cần. Gốc này mình đo được là phi 28.4 ly. Cái này thì nó có bị bong cái keo phụ chỉ nha. Được sản xuất ở Cora. Gốc là có sờn xước như thế này. Bát của nó là bát Fuji F7. Này. Này keo này ở đây nó hơi xấu nha. Nói chung vẫn rất là cứng chắc, nhưng mà nó kiểu như nó bị nổi nổi như này, nổi keo á. Keo quấn chỉ nó không ảnh hưởng nha các bạn. Nó chỉ nói chung là ngoại hình nó không được đẹp thôi. Cái này thì có 2, 4, 5 khuyên buồn và đầu buông. Ở này nó có một khuyên, hai khuyên này là hai khuyên line này. Đây. Hai khuyên này là hai khuyên line, khuyên thường. Line hai khuyên chạy nha. Dài là 3m6, cứng 30. Ngọn này mình đo được là 2.88, gần 2.9 ly, cũng 30, hàng của Olympic. Ngoại hình thì có sờ xước nhau. Ngoại hình thì có sờ xước như thế này các bạn. Dài 3m6, cứng 30, hàng Olympic. Giống hoa đầu tiên này.
Cây này là cây số 6, nặng 430g, thu gọn về 105 cent. Cây này có giá là 280.000. Lô này là lô thanh lý sợ kho, mình băng lỗ rồi nha các bạn, nên mình không có bao ship gì nha, cũng không có bớt được. Cây này là cây số 7. Cây số 7 ở đây mình có là một cây hiệu Olympic, nhưng mà cây này là một cây cần carbon nha. Đây, logo Olympic này. Dài là 3m9, mà độ dài thực tế này mình đo được là còn 3m8. 3m8 hàng Olympic, ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Phần gốc này chui như thế này các bạn. Gốc này là cái khúc này là khúc inox giống như cán đối trọng á. Gốc này mình đo được là phi 22.7 ly. Đây, phần gốc của nó được quấn nhựa như thế này. Phi 22.7 ly. Bát của nó là bát Fuji FX7. Nói chung là bát xài bình thường, nhưng mà ngoại hình nó hơi trầy xước. Bát gập khoen là khoen Fuji lợi đá xám. Cái này thì có 5 khoen mua gần vào đầu bô. Dài là 3m9, hạ độc về còn 3m8, cứng 25. Ngọn này mình đo được là 3.1 ly, tại vì nó hạ độc 10 cm nên ngọn nó lớn và cứng hơn nha. Độ cứng cái này giờ hiện tại tầm khoảng 27. Ngoại hình tổng thể nha. Có sờ xước này. Tróc sơn bên ngoài đây, tróc sơn phủ bóng bên ngoài. Ngoại hình thì cái này trầy xước, nói chung là nó một ngoại hình khá là xấu các bạn. Độ mới này mới tầm khoảng 50-55% thôi. Trầy xước nhiều, ngoại hình nó không được đẹp, nhưng mà bù lại phôi cứng, cần khá là cứng. Cái này thì có 5C, câu lục độ cầm hoặc là câu bờ biển thì ok nha. Cái là cái số 7, nặng 440g, cái này thu gọn về là 1m18. Cây số 7 này giá là 420.000. Tiếp theo là cây số 8. Số 8 ở đây mình có là một cây hiệu Olympic. Cây này là cây Olympic, dài là 2m7, cứng 15. Dòng này thích hợp cho khách nào câu bè, câu sông hoặc câu rô phi. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Cây này thì khá là gọn nhẹ. Phần gốc cần này được sản xuất ở Cora nha. Gốc này mình đo được là phi 22.2 ly. Bát của nó là bát vặn này, bát vặn của Olympic như thế này. Bát vặn nha, bát này là bằng nhựa các bạn. Tay cầm ở đây cán với shop. Khoen là khoen Fuji lại đá xám. Cái này thì có tất cả là 5 khoen mua gồm cả đầu bô. 5 khoen mua gồm cả đầu bô, khoen Fuji đá xám. Dài là 2m7, cứng 15. Ngọn này mình đo được là 2.6 ly. Phần ngọn nó như thế. Ngoại hình thì cái này cũng còn khá là sáng đẹp, sờ xuất ít. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70%. Dài là 2m7, cứng 15. Giống hoa đầu tiên này. Cây là cây số 8, nặng 200g, thu gọn về 98 cm. Cây này giá 350.000. Tiếp theo là cây số 9. Số 9 ở đây mình có là một cây hiệu của Kingfisher, hàng nội địa Nhật. Cây này là dài 3m9. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Phần gốc cần này, gốc này mình đo được là phi 30. Màu xanh lục như thế này. Bát là bát Fuji F7. Khoen Fuji là đá xám. Cây này có 6 khoen vô cùng ở đầu bu. Dài là 3m9, cứng 25. Ngọn này mình đo được là 2.78 ly. Phần ngọn nó như thế này. Ngoại hình thì cái này cũng còn khá là sáng đẹp, sờ xước ít. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70%, giống hoa đầu tiên này. Có sờ xước nhẹ đây. Cái này thì ngoại hình cũng còn khá là sáng đẹp này, rầy xước tróc sơn ở đây. Da 3m9, cứng 25. Cây này cây số 9, nặng 460g, thu gọn về 90 cm. Cây này có giá là 370.000. Số 10 ở đây mình có là một cây hiệu Ryobi. Cái này là Ryobi, dòng là dòng phíp đỏ nha. Phíp đỏ thì nó bền và nó cứng hơn nha các bạn. Cái này là da 3m9, cứng 25. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Phần chui cầm này, chui được quấn nhựa.
Gốc thì mình đo được là phi 30 ly. Bát của nó là bát Fuji, bát gập. Khoen Fuji là đá xám, cái này thì có tất cả là 5 khoen mô hồng và đầu bô. Cái này thì khoen chỗ này là một cái dạng khoen dòng cũ các bạn. Khoen nó, cái khoen nó lớn, tên đến đây này. Cái này là bị thay khoen, nhưng mà thay khoen này vẫn là khoen Fuji. Thay khoen vẫn là khoen Fuji. Nên chỗ này nó bị dính keo khúc như này. Còn không có bị lỗi gì nha. Cây này là dài 3m9, cứng 25. Ngọn này mình đo được là 2.88 ly. Dòng phíp đỏ, phần ngọn nó như này. Để dính keo này. Có sờn xước như này. Cái này thì ngoại hình tương đối, mới tầm khoảng 65%. Có dính keo với lại sờn xước nhẹ. Lại sờn xước nhỏ nhỏ như này. Chốt tiếp đỏ hàng của Ryobi. Cái này là cây số 10, nặng 400g, thu gọn về 112 cm. Cây này có giá là 300.000. Cái cuối cùng là cây số 11. 11 ở đây mình có là một cây hiệu Ryobi. Cái này là cây Ryobi, dài là 4m2, cứng 25, được sản xuất ở Kora. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Phần chui cầm này, gốc này mình đo được là phi 28.7 ly. Bát của nó là Fuji F7. Khoen Fuji là đá xám. Cây này thì có tất cả là 5 khoen vô cùng và đầu bô. Dài là 4m2, cứng 25. Ngọn này mình đo được là 3.1 ly. Phần ngọn của nó như này. Giống kề góc này. Giống kề góc có sờn xước nhẹ. Cái này thì cũng còn sáng các bạn, độ mới cái này mới tầm khoảng 70%. Sờn xước ít, giống ở đầu tiên này. Có sờn xước sơn ở đầu giống. Cái này là cây cuối cùng. Cây số 11, nặng là 520g, thu gọn về 1m2. Cây này có giá là 380.000. Thì mình đã giới thiệu với tất cả là 11 cây cần. Thanh lý 11 cây cần lục nha. Các bạn lấy cái nào comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số 0903 154 991. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.